Đàn ông thận khỏe sẽ có 6 đặc điểm này. Nếu có 3 trên 6 xin chúc mừng. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, đối với nam giới, có được một quả thận tốt là điều mơ ước. Tuy nhiên, trước áp lực của xã hội hiện đại và thói quen ăn uống không tốt của nhiều nam giới, cũng như sử dụng nhiều chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê cùng với ý thức bảo vệ sức khỏe không tốt, thận của hầu hết nam giới đều không được khỏe mạnh cho lắm. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả thận của nam giới đều có vấn đề. Thực tế, chúng ta có thể đánh giá thận của mình có khỏe mạnh hay không thông qua nhiều biểu hiện. Đối với nam giới, tình trạng của thận có tác động rất lớn tới sức khỏe chung. Ngoài chức năng lọc máu và đào thải độc tố theo đường niệu đạo dẫn đến bàng quang và thải ra ngoài, thì thận còn giúp tái hấp thu nước, các axit amin và gluco. Ngoài ra, thận có chức năng nội tiết, là nơi sản xuất các hormone như calcitriol, renin và erythropoietin. Nhưng vì thận là nơi lọc chất thải và độc tố từ máu, vì vậy chúng dễ bị nhiễm trùng và tổn thương hơn các cơ quan khác. Lượng canxi, oxalat và phốt pho dư thừa có thể tích tụ trong thận để hình thành sỏi thận, có thể gây đau nếu chúng gây tắc nghẽn. Đối với tất cả mọi người, thận hoạt động tốt thì cuộc sống cũng thêm phần thoải mái, chất lượng sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Chính vì thế, bảo vệ sức khỏe của thận đóng vai trò rất quan trọng. Điều này càng đặc biệt đúng đối với nam giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 10% dân số thế giới đang phải đối mặt với các bệnh lý về thận, và mỗi năm bệnh lý này cướp đi mạng sống của 5 đến 10 triệu người trên toàn thế giới. Đáng chú ý, những con số này được dự đoán sẽ ngày một tăng cao. Ước tính đến năm 2030, có đến 5,2 triệu người mắc bệnh thận và cần được chạy thận nhân tạo. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 5 triệu người đang bị suy thận, khoảng 26.000 người bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo và 8.000 ca mắc mới mỗi năm. Thông thường, những người đàn ông có thận khỏe và tốt sẽ sở hữu chung 6 đặc điểm sau đây. 1. Tóc, lông đen bóng, chắc khỏe. Trong đông y, tóc được ví là máu, là hoa của thận. Tóc là một trong những tiêu chí để đo chất lượng của thận. Thận khí khỏe thì tóc sẽ đen bóng, không dễ rụng. Đồng thời, sự sinh trưởng và phát triển của lông trên cơ thể cũng như tóc đều chịu ảnh hưởng của thận. Do đó, một khi tóc chuyển sang màu trắng, mất bóng hoặc thậm chí rụng nhiều tóc, hãy cảnh giác với các vấn đề về thận. Điều này có thể liên quan tới tình trạng thận khí không đủ, huyết hư, do đó tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, nếu tóc của bạn đen và bóng, điều đó có nghĩa là tinh khí và thận khí trong cơ thể bạn đang duy trì ở mức tốt. Tục ngữ có câu người tốt tóc mọc khắp người. Câu nói này không phải là không có lý do, bởi vì sự sinh trưởng và phát triển của lông trên cơ thể cũng như tóc đều chịu ảnh hưởng của thận. Thận không chỉ là một cơ quan đơn giản, nó không chỉ bao gồm chức năng sinh sản của chúng ta mà còn liên quan đến sự phát triển của tóc. Do đó, thận tốt có thể kích thích mọc tóc, làm cho lông trên cơ thể nhiều hơn. Đây là một biểu hiện quan trọng của thận tốt ở nam giới. 2. Thính giác tốt. Theo Trung y, ngũ quan mắt, lưỡi, miệng, mũi, tai tương ứng với ngũ tạng là gan, tim, tỳ, phế, thận. Thính giác có sự tương quan trực tiếp với thận. Khi thận yếu có thể khiến tai bị ù, và nếu nó quá yếu sẽ gây điếc tai. Ngược lại, nếu thính giác của bạn bình thường, không có vấn đề, có nghĩa là chức năng thận của bạn cũng đang vận hành trơn thu, thuận lợi. 3. Răng chắc khỏe, cứng cáp. Răng là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người và là một biểu tượng quan trọng của sức khỏe thận.
Đông y cho rằng thận tinh sinh tủy, tủy nuôi xương, cho nên thận tinh nhiều thì tủy chủ động sinh hóa, tủy đầy đủ thì xương được nuôi dưỡng, cho nên cứng cáp, cường tráng. Có thể hiểu đơn giản rằng thận khí đầy đủ giúp cho tủy khỏe mạnh, xương và răng cũng chắc khỏe hơn. Theo y học hiện đại, nghiên cứu của các nhà khoa học trường Đại học Birmingham, Anh đã cho thấy mối liên hệ nhất định giữa thận và sức khỏe răng miệng. Cụ thể, kết quả chia ra người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó có suy thận, nếu bị kèm theo viêm nha chu, viêm lợi hay bệnh nướu răng nặng thường có nguy cơ tử vong cao. 4. Râu dày, yết hầu nhô ra rõ ràng. Với nam giới, sự sinh trưởng của yết hầu và râu chịu ảnh hưởng của nội tiết tố nam tiết ra, từ đó kích thích râu và yết hầu. Theo lý luận trung y, điều này cũng liên quan đến thận, nơi chủ quản hệ thống sinh sản. Do đó, yết hầu nhô ra rõ ràng cùng với râu đen bóng, không gãy rụng, cũng là dấu hiệu của thận tốt ở nam giới. 5. Thắt lưng khỏe, sung sức. Thận nằm cạnh cột sống thắt lưng ở phía dưới của xương sườn. Một người bình thường sẽ có hai quả thận nằm đối xứng ở hai bên cột sống thắt lưng. Thận bên trái sẽ nằm cao hơn thận bên phải khoảng 2 cm. Do đó, cơn đau do thận xảy ra bên dưới lồng xương sườn ở hai bên cột sống của một người. Nhiều người cũng có thể cảm thấy như thể cơn đau đến từ thắt lưng. Mọi người có thể cảm thấy đau ở một hoặc cả hai bên của cơ thể tùy thuộc vào việc một tình trạng chỉ ảnh hưởng đến một quả thận hoặc cả hai quả thận. Theo y học cổ truyền, thắt lưng là nơi ở của thận. Nếu thận hư sẽ biểu hiện ở vùng thắt lưng đầu tiên. Mối quan hệ tương hỗ còn thể hiện ở việc khi ngồi lâu, bạn không chỉ đau thắt lưng mà còn khiến thận khí kém lưu thông, lâu dài gây thận hư. Do đó, dùng thắt lưng cũng thể hiện phần nào tình trạng sức khỏe của thận. 6. Ngón chân út dày dặn. Theo Đông y, ngón chân út là nơi kết nối với kinh tuyến sao dinh của bàn chân, cũng có thể phản ánh xem thận có khỏe mạnh hay không. Ngón chân út dày lên chứng tỏ thận khí đã đủ, chức năng thận rất tốt. Nếu ngón chân út mỏng và nhỏ có nghĩa là thận khí bị thiếu hụt, thận có vấn đề. Thưa quý vị, thận là một trong những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong hầu hết hoạt động của cơ thể. Việc duy trì chức năng thận khỏe mạnh sẽ mang lại một sức khỏe tổng thể ổn định. Sau đây là 11 thói quen giữ thận khỏe mạnh quý vị có thể tham khảo. 1. Không lạm dụng một số loại thuốc là cách giữ thận khỏe mạnh hơn. Thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen và naproxen có thể làm hỏng thận của bạn nếu dùng quá nhiều trong cùng một lúc hoặc dùng quá thường xuyên. Việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton cho các vết loét niêm mạc dạ dày hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thận mãn tính. Để thận khỏe mạnh thì tốt nhất bạn chỉ nên dùng thuốc này khi được bác sĩ chỉ định. 2. Cẩn thận với các thuốc kháng sinh. Những loại thuốc chống lại vi khuẩn này có thể làm hỏng thận nếu bạn sử dụng chúng quá thường xuyên. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi thận khỏe mạnh với chức năng bình thường, nhưng vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nếu thận của bạn vốn đã hoạt động không tốt. Một số nhóm kháng sinh như penicillin, sulfonamide và cephalosporin là những loại gây nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận hơn. 3. Không lạm dụng các loại thực phẩm chức năng từ thảo dược. Nhà sản xuất các loại thực phẩm chức năng thường chứng minh sản phẩm của họ an toàn. Tuy nhiên, một số khác có thể cảnh báo về nguy cơ gây hại cho thận của bạn ngay trên nhãn sản phẩm. Những loại thực phẩm chức năng đó có thể đặc biệt nguy hiểm nếu tiền sử người dùng đã bị bệnh thận. Nguyên nhân là vì chúng có thể làm cho chức năng thận tồi tệ hơn hoặc ảnh hưởng hiệu quả của một số loại thuốc điều trị khác.
trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược nào là một cách giúp thận tốt hơn. 4. Ăn uống lành mạnh. Một trong những cách giữ thận khỏe mạnh chính là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Thận là cơ quan xử lý mọi thứ bạn đưa vào cơ thể, thức ăn hoặc đồ uống, bao gồm cả những chất có thể gây hại cho cơ thể, chẳng hạn như chất béo, muối và đường. Theo thời gian, một chế độ ăn uống không phù hợp, thiếu lành mạnh có thể đưa đến tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường và một số bệnh lý khác, từ đó tiếp tục gây hại cho thận. Vậy ăn gì để thận khỏe mạnh? Chế độ dinh dưỡng phải cung cấp nhiều rau xanh, trái cây, các loại ngũ cốc và hạn chế tối đa các loại thực phẩm chế biến sẵn. 5. Lưu ý lượng muối nạp vào cơ thể. Muối là chất có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Đối với một số người, muối dường như tác động làm tăng lượng protein trong nước tiểu, từ đó có thể gây hại cho chức năng thận hoặc làm cho bệnh lý thận hiện mắc trở nên tồi tệ hơn. Chế độ ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp, một nguyên nhân điển hình gây suy chức năng thận và sỏi thận, có thể gây đau đớn và tổn thương cấu trúc tiết niệu nếu không được điều trị. 6. Bổ sung đủ nước. Nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng quan trọng đến thận và các chất thải đến bàng quang dưới dạng nước tiểu. Nếu không bổ sung đủ nước, các cầu thận, một cấu trúc lọc nhỏ bên trong thận, có thể ngừng hoạt động, dẫn đến sỏi thận và nhiễm trùng. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể làm hỏng chức năng thận nếu để xảy ra thường xuyên. Để thận khỏe mạnh thì bạn nên uống từ 4 đến 6 cốc nước mỗi ngày, nhưng số lượng có thể tăng thêm nếu đang bị bệnh hoặc sốt. 7. Xây dựng chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp. Tương tự chế độ ăn uống lành mạnh, việc tập thể dục vừa sức giúp ngăn ngừa các bệnh lý có thể dẫn đến tổn thương thận như đái tháo đường hoặc bệnh tim. Nhưng đừng cố gắng chuyển trạng thái từ lười vận động sang tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn. Tập thể dục quá sức cũng có thể gây hại cho chức năng thận, đặc biệt khi cơ thể vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Cách giữ thận khỏe mạnh phù hợp nhất chính là xây dựng chế độ tập luyện vừa sức khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày và ít nhất 5 ngày một tuần. Để giúp thận tốt hơn, bạn nên bắt đầu chậm rãi nếu trước đó chưa tập và kiểm tra với bác sĩ nếu xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. 8. Sàng lọc bệnh lý thận. Điều quan trọng là bạn phải biết được các yếu tố nguy cơ mắc bệnh thận của bản thân. Nguy cơ mắc bệnh thận tăng lên khi bạn hoặc người thân trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc tiền sử gia đình bị suy thận. Những trường hợp này sẽ được bác sĩ đề nghị thực hiện các xét nghiệm chức năng thận như một phần trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi được phát hiện sớm, các bệnh lý thận sẽ dễ điều trị hơn và có thể khỏi hẳn. 9. Cần thận trọng với rượu bia. Với thận khỏe mạnh, việc sử dụng một hoặc hai ly rượu không có khả năng làm tổn thương chức năng cơ quan này. Những trường hợp sử dụng quá nhiều, nhiều hơn 4 ly trong chưa đầy 2 giờ, có thể đột ngột gây hại nghiêm trọng cho chức năng thận và có thể dẫn đến các vấn đề lâu dài. Sử dụng rượu thường xuyên còn có thể khiến cơ thể mất nước, dẫn đến thận không hoạt động tốt, tăng cân, bệnh gan, tăng huyết áp và một số tình trạng khác ảnh hưởng đến sức khỏe. 10. Từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư thận và tổn thương các mạch máu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận vì làm giảm hoặc chậm lưu lượng máu đến thận. Thêm vào đó, hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến tác dụng một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Tình trạng này rất nghiêm trọng vì huyết áp cao không được kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý thận. 11. Quản lý các vấn đề về sức khỏe. Hai bệnh lý phổ biến nhất ảnh hưởng đến thận là đái tháo đường và tăng huyết áp.
Việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên có thể giúp kiểm soát cả hai bệnh lý này. Với đái tháo đường, người bệnh cần phải theo dõi chặt chẽ chỉ số đường huyết và bổ sung hormone insulin khi cần thiết. Đối với tăng huyết áp, bệnh nhân hãy kiểm tra huyết áp thường xuyên và sử dụng các loại thuốc đúng theo chỉ định bác sĩ. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị 12 món ăn, bài thuốc từ ba kích. Vì thuốc được biết nhiều với công dụng bổ thận tráng dương, tốt cho phái mạnh. Ba kích còn có tên gọi khác là ba kích thiên, cây ruột gà, bất điêu thảo, kê trường phong, ba kích nhục, liên châu ba kích. Cây ba kích mọc hoang ở gian rừng, trên đồi rậm giữa các bụi bờ, bãi hoang. Nhiều nhất ở Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình. Đặc biệt ở Đông Triều, Quảng Ninh có loại ba kích tốt hay được lựa chọn. Bộ phận dùng rễ phơi hay sấy khô, bỏ lõi. Rễ đào quanh năm, tốt nhất vào thu đông. Đào rễ về rửa sạch đất cát, phơi hay sấy khô. Khi gần khô đập dẹt, bỏ lõi, rồi lại phơi cho thật khô. Trong rễ ba kích chủ yếu có chất anrac glucosid, rất ít tinh dầu, chất đường, nhựa và axit hữu cơ. Rễ tươi có vitamin C. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Dương, khoa nội tổng hợp, bệnh viện Tuệ Tĩnh, ba kích có vị cay ngọt, tính ôn, quy kinh can, kinh thận, có tác dụng ôn thận trợ dương, kích tam tiêu, mạnh gân cốt, khử phong thấp, dùng chữa các chứng gân cốt yếu, mềm, lưng gối đau, mỏi. Người âm hư, quả thịnh, đại tiện táo bón không nên dùng, hoặc cần kết hợp cho tốt các vị thuốc. Trong nhân dân, ba kích là một vị thuốc bổ trí não và tinh khí, dùng trong các bệnh liệt dương, sớm xuất tinh, di mộng tinh, phụ nữ kinh nguyệt không đều. Ngày dùng 10 đến 30 gram dưới dạng thuốc sắc hay cao lỏng. Một số món ăn bài thuốc bổ thận tráng dương từ ba kích: thịt nạc hầm ba kích 8 gram, thiên đông 5 gram, thịt lợn nạc 50 gram, gừng 3 gram, hành củ 10 gram, muối 1 ít. Cách chế biến: thịt nạc, ba kích, thiên đông rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Bỏ tất cả vào nồi, đổ vào khoảng 1 lít nước. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó dặn nhỏ lửa hầm thêm 50 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần. Tác dụng bổ thận dương, hạ huyết áp. Lòng gà hầm ba kích, lòng gà một bộ, ba kích nhục 30 gram, gừng, muối, tiêu, hành lá mỗi thứ một ít. Đem ba kích rửa sạch, cắt mỏng để ráo. Rửa hành lá cho sạch, cộng hành trắng giã nhuyễn, lá hành cắt khúc, để sẵn. Gừng cạo vỏ cho sạch, cắt thành từng đoạn vừa ăn, để ráo. Đem cả bộ lòng đã làm sạch, ướp với cộng hành trắng giã nhuyễn, ít muối và tiêu rồi trộn với nhau cho thấm. Đem bộ lòng gà đã ướp cho vào nồi cùng với ba kích và thêm nước lạnh đủ hầm. Nấu nước thật sôi, sau đó cho lửa nhỏ lại, hầm riu riu khoảng 1 giờ. Khi bộ lòng đã chín, nêm chút muối cho vừa miệng rồi thả gừng cắt sợi và rắc ít tiêu cho thơm là ăn được. Ăn liên tục khoảng 7 đến 10 ngày. Người bệnh di tinh, thận dương hư, đau lưng, đi tiểu nhiều nên dùng. Không dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp. Canh lòng gà: ba kích, lòng gà 100 gram, nhục thung dung 15 gram, ba kích 12 gram, gừng tươi 5 gram. Lòng gà rửa sạch, cắt đoạn 5 cm. Ba kích thiên, nhục thung dung chia ra rửa sạch, cho vào một túi vải nhỏ, buộc chặt miệng. Đem lòng gà và túi thuốc bỏ vào nồi đất, thêm vào lượng nước thích hợp, cho gừng và muối vào. Đun trên lửa lớn đến khi sôi thì bớt lửa, nấu thêm 1 giờ nữa thì vớt túi thuốc ra,
nêm gia vị vừa dùng. Tác dụng: ấm thận, thích hợp cho người bị hội chứng bệnh thận dương suy hư, liệt dương, đái sóng, ban đêm tiểu tiện nhiều. Thận dê bổ dương 3 kích thiên 10g, thận dê 1 cặp, tiểu hồi hương 0.5g, sao hẹ 0.5g, đỗ trọng 10g, muối ăn. Thận dê rửa sạch, lọc bỏ màng gân, đem mấy vị thuốc trên và muối bỏ vào bên trong thận rồi dùng dây buộc lại. Đặt vào nồi đun chừng 30 đến 50 phút, loại bỏ dược vật trong, cắt thận dê thành lát ăn vào bữa tối. Tác dụng: bổ thận tráng dương, cố tinh dùng cho người tính dục suy thoái, phụ nữ bị bạch đới. Tráng cân dưỡng huyết thang 3 kích thiên 15g, đỗ trọng 30g, hồi hương 5g, thanh diêm 15g, nhục thung dung 15g, phá cố chỉ 20g. Các vị thuốc tán thành bột, dùng thận heo, bổ ra, cho thuốc vào, buộc lại, hấp chín. Mỗi lần ăn một quả uống với chút rượu. Công dụng: ích thận, dưỡng huyết, hoạt lạc, cường cân, làm mạnh lưng, chữa lưng đau. Ba kích: mướp đắng 3 kích 100g, hạt mướp đắng 50g. Tất cả sấy khô tán bột, ngày uống 2 lần, mỗi lần một thìa canh với rượu ngon, trước khi ăn. Tác dụng: chữa liệt dương. Trà lá 3 kích, lá 3 kích 30g, đường đỏ. Lá 3 kích rửa sạch, bỏ vào nồi, đổ vào 200ml nước. Dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó dặn nhỏ lửa nấu 5 phút, thêm chút đường đỏ vào là được. Uống thay trà. Tác dụng: bổ gan, thận, giảm huyết áp. 3 kích nấu thịt nai, 3 kích thiên 30g, thịt nai 50g, gừng tươi, gia vị, nước đủ dùng. Thịt nai rửa sạch, thái miếng. 3 kích rửa sạch. Cho tất cả vào nồi nước đã đun sôi, rồi dặn nhỏ lửa hầm khoảng 3 giờ, nêm gia vị vào là dùng được. Ăn cùng với cơm. Món ăn có công dụng chữa trị liệt dương, giúp bổ thận dương. 3 kích hầm đuôi lợn, đậu đen, đuôi lợn 100g, đổ trọng 20 giờ, 3 kích 20 giờ, tục đoàn 20 giờ, nhục thung dung 10g, đậu đen 30g, gia vị vừa đủ. Đuôi lợn rửa sạch đem hầm với các vị thuốc trên nêm gia vị vừa dùng. Dùng liên tục 7-10 ngày. Tác dụng: bổ thận, sinh tinh. Cháo 3 kích hầm thịt dê 100g, 3 kích 15g, gạo tẻ 150g. Thịt dê thái nhỏ ướp gia vị, 3 kích đun sôi với 1 lít nước trong 30 phút lấy nước nấu cháo. Cho tất cả vào nồi hầm thành cháo, nêm gia vị vừa đủ là ăn được. Món cháo có công dụng ích tỳ thận, sinh tinh. Rượu 3 kích, 3 kích đã bỏ lõi 40g, thục địa, nhục thung dung, ngũ vị tử mỗi loại 20g, nhân sâm 10g, 1 lít rượu trắng. Các vị thuốc trên cho vào 1 lít rượu trắng 400 ngâm trong vòng 21 ngày có thể dùng được. Mỗi tối uống 30ml. Những người bị liệt dương, thiểu năng tình dục nên ngâm và sử dụng loại rượu thuốc này. Rượu 3 kích tươi, mang củ 3 kích tím, bỏ lõi ngâm với rượu nếp, để 1 tháng là dùng được. Rượu giúp cường gân cốt, bổ thận, tráng dương. Lưu ý, người âm hư, táo kết không nên dùng. Đối với bệnh nhân mỡ máu hoặc rối loạn đa chuyển hóa cần cân nhắc các món ăn trên và tham khảo ý kiến của các bác sĩ y học cổ truyền. Thưa quý vị, gan và thận là hai cơ quan nội tạng tương quan và bổ trợ cho nhau. Nếu một trong hai cơ quan bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến cơ quan còn lại. Vì thế bảo vệ thận, đồng thời cũng phải bảo vệ gan. Nếu một lá gan không khỏe mạnh, chắc chắn sẽ biểu hiện ra bên ngoài cơ thể.
Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị cách bắt bệnh gan chỉ với một cách đơn giản là xem những bất thường ở lòng bàn tay. Đó có thể là dấu hiệu nhen nhóm ung thư gan. Quý vị cần phải đi khám gấp. Ung thư gan là một trong những căn bệnh rất phổ biến ngày nay và tỷ lệ người mắc bệnh đang ngày càng tăng cao. Nếu bạn không chủ động phát hiện ra bệnh từ sớm thì khả năng chữa khỏi bệnh sẽ giảm xuống. Vậy nên, ngay khi thấy có 3 hiện tượng xuất hiện ở lòng bàn tay dưới đây thì bạn nên chủ động đi kiểm tra gan ngay. 1. Nổi gân xanh trên mu bàn tay. Nếu trên mu bàn tay lộ ra những đường gân xanh rõ rệt thì điều này cho thấy gan và túi mật hoạt động không tốt. Điều này khiến bạn thường dễ sinh ra nóng giận, cáu gắt. Vậy nên, bạn đừng chủ quan khi thấy mu bàn tay nổi gân xanh thường xuyên nhé. 2. Lòng bàn tay mẩn đỏ. Các vết mẩn đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay và các đầu ngón tay cũng là một dấu hiệu rõ rệt của bệnh về gan. Khi bạn ấn mạnh vào thì màu đỏ sẽ mờ dần nhưng chỉ một lúc sau là lại trở về màu đỏ như cũ. Đây là biểu hiện của các bệnh như viêm gan, xơ gan cấp và mãn tính hay thậm chí còn là dấu hiệu của ung thư gan. Do đó, bạn đừng chủ quan khi thấy hiện tượng này xuất hiện trên lòng bàn tay của mình. 3. Móng tay có sọc nâu. Móng tay có sọc nâu là dấu hiệu tế bào gan đang bị tổn thương. Nếu bạn bị viêm gan thì các tế bào gan sẽ sưng to, sâu, hoại tử và làm xuất hiện triệu chứng sọc nâu trên móng tay. Sau khi đã điều trị khỏi bệnh gan thì triệu chứng này sẽ được cải thiện rõ rệt. Thưa quý vị, trạch tả trong đông y từ lâu đã được xem là thảo dược trị bệnh gan tốt nhất và phục hồi gan bệnh nhanh nhất. Trạch tả hay còn gọi là mã đề nước bộ phận dùng làm thuốc, thân củ phơi hoặc sấy khô của cây trạch tả. Sau khi rửa sạch, ủ mềm thái phiến phơi hay sấy khô thì gọi chung là trạch tả. Nếu tẩm với nước muối rồi sao nhỏ lửa cho vàng thì gọi là diêm trạch tả. Nếu đem sao với trấu thì gọi là sao trạch tả. Tác dụng của bào chế, trạch tả tẩm muối là để dẫn thuốc vào thận, tăng cường tác dụng lợi tiểu, lợi thấp mà không làm tổn thương âm dịch. Trạch tả sau khi sao với trấu là làm giảm bớt tính hàn, để tránh làm tổn thương dương khí ở trung tiêu, tăng cường công năng kiện tỳ hòa dị. Tính dị quy kinh, trạch tả dị ngọt tính hàn, vào kinh thận, bàng quang, phế. Công năng chủ trị, theo y học cổ truyền, trạch tả lợi tiểu tiện, thanh thấp nhiệt. Dùng chữa tiểu không thông, phù thủng, nôn ói tiêu chảy, tiểu ít, tiểu ra máu, tiểu gắt, tiểu buốt do sỏi, chóng mặt qua mắt do đàm, đới hạ thể thấp nhiệt, bệnh mỡ máu cao. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong trạch tả chủ yếu chứa tinh dầu, chất bột. Các nghiên cứu trong phòng thực nghiệm cho thấy trạch tả có tác dụng lợi tiểu, ức chế hàm lượng cholesterol và mỡ trong máu tăng cao, đồng thời có tác dụng chống gan nhiễm mỡ và làm tăng lưu lượng mạch dành tim. Cao trạch tả có tác dụng hạ huyết áp, hạ đường huyết, có thể đề phòng xơ hóa động mạch chủ, cải thiện thay đổi lipid, hạ mỡ máu, còn có tác dụng chống thiếu máu cơ tim, chữa các bệnh về tim mạch. Các báo cáo trên lâm sàng dùng độc dị trạch tả từ 12 đến 24 giờ sắc lấy nước uống sáng và chiều điều trị gan nhiễm mỡ và chức năng gan suy giảm đều thu được hiệu quả khá tốt. Dùng trạch tả trị gan nhiễm mỡ quý vị áp dụng như sau: trà trạch tả 15g, chè búp 3g. Trước tiên sắc trạch tả 20 phút, chắc lấy nước, hãm trà 3 đến 4 lần uống trong ngày. Các báo cáo trên lâm sàng cho thấy trạch tả có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống chất mỡ trong gan. Búp chè hỗ trợ làm giảm cholesterol, tăng sức đàn hồi của mạch máu, phòng xơ giữa động mạch và gan nhiễm mỡ. Những người béo phì, gan nhiễm mỡ nên uống loại trà này hàng ngày. Bài thuốc kết hợp trạch tả 15g,
đương quy 15g, vỏ nhọ nồi 30g, nữ trinh tử 20g, sắc uống mỗi ngày một thang. Gia giảm trong bài thuốc. Trường hợp gan nhiễm mỡ do nghiện rượu gia thêm các căn, rễ sắn dây 30g, bồ công anh 15g. Viêm gan virus, nhất là viêm gan B mãn tính gia thêm hổ trượng căn, cốt khí củ 15g. Suy giảm chức năng gan kèm theo đái tháo đường gia thêm huyền sâm 15g, thương truật 15g. Béo phì dẫn đến gan nhiễm mỡ gia thêm đại hoàng 6-10g, hà diệp, lá sen 15g. Gan nhiễm mỡ kèm theo chức năng tiêu hóa kém gia thêm phục linh 12g, bạch truật 20g. Ngoài ra, dưới đây là một số loại thảo dược có tác dụng hỗ trợ chức năng gan mà bạn có thể tham khảo. Atiso được xem là thần dược của bệnh gan vì có tác dụng làm sạch các độc tố trong gan, làm mát gan, giúp da dẻ mịn màng và hết mụn. Qua Atiso chứa nhiều taraxasterone và ferion, là những chất có tác dụng ức chế viêm khá mạnh. Cao Atiso có tác dụng bảo vệ gan, lợi mật, hạ cholesterol và được dùng trị viêm gan, viêm túi mật hoặc chức năng của gan mật kém, sỏi mật. Diếp cá. Diếp cá là một loại cây thuốc nam phổ biến ở Việt Nam. Lá của diếp cá có tính mát, chống viêm và giải độc. Chính vì vậy, diếp cá được đánh giá là cây thuốc nam giải độc gan hiệu quả. Ngoài ra, diếp cá còn có tác dụng tốt trong việc giảm cholesterol, giảm đau bụng và tăng cường chức năng tiêu hóa. Hoa cúc để giải độc gan và cải thiện sức khỏe. Hoa cúc là một lựa chọn tuyệt vời. Với vị ngọt ngào và tính mát, hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt giải độc và làm dịu căng thẳng thần kinh. Ngoài ra, nó còn có tác dụng phòng ngừa ung thư, tiêu độc, kháng khuẩn và hạ huyết áp. Có thể kết hợp hoa cúc với các loại thảo dược khác như hoa kim ngân sắc, cam thảo có thể đem lại hiệu quả tốt hơn. Diệp hạ châu. Diệp hạ châu là một loại cây thuốc nam có tính mát, có thể được sử dụng để giải độc gan, ngăn chặn quá trình phát triển của các loại virus như virus viêm gan B, C. Bên cạnh đó, loại cây này còn giúp làm giảm đau đầu, giảm đau bụng và tăng cường chức năng tiêu hóa. Nó cũng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Cây nhọ nồi có tính hàn, vị ngọt và không chứa độc tính. Loại thảo dược này không chỉ có tác dụng chữa cảm sốt hiệu quả mà còn là vị thuốc bổ thận, mát gan rất lành tính. Cỏ nhọ nồi giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ các chứng tâm thận nóng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là cây thuốc nam giải độc gan hiệu quả, cải thiện chức năng gan cũng như chữa bệnh lý về gan hay triệu chứng vàng da. Cỏ nhọ nồi có thể được sắc nước uống giải độc gan hoặc tán thành bột mịn rồi trộn với nước cơm để dùng. Cà gai leo. Cây cà gai leo có tác dụng tiêu độc, khi chế biến thành trà giải độc gan có thể trị gan nóng và gan yếu. Các chất dinh dưỡng như các saponin steroid, solasodinone, flavonoid và glyconcaloid có trong cây cà gai leo giúp hỗ trợ việc điều trị viêm gan virus, ngừa tăng trưởng khối u và ngăn chặn các chứng xơ giữa động mạch. Cây cà gai leo còn được sử dụng rộng rãi trong y học dân gian để giải rượu và cải thiện các triệu chứng chướng bụng, vàng mắt, vàng da, mệt mỏi và táo bón. Cây nhân trần là một loại thảo mộc mọc hoang trên các vùng đồi, ruộng. Loại cây này có tác dụng tăng tiết mật và giải độc của gan, chống viêm và kháng khuẩn. Nước sắc nhân trần được dùng rộng rãi để chữa sốt, bệnh gan và hồi phục sức khỏe sau đẻ, kết hợp với quả dành dành để chữa bệnh viêm gan vàng da. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.